hướng đến chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Những ngày này, khắp các thôn, xóm, tổ dân phố trên cả nước nói chung và Đà Nẵng nói riêng rộn ràng cho không khí của ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Thu hút sự tham gia đông đủ của bà con khu dân cư, ngày hội đại đoàn kết trở thành một ngày đặc biệt, là dịp để gắn kết tình làng nghĩa xóm, để mọi người hiểu nhau hơn, chung tay xây dựng địa phương ngày càng vững mạnh. Ngay từ những ngày đầu tháng 11, không khí tưng bừng sôi nổi của ngày hội đại đoàn kết đã len lỏi khắp các thôn xóm ở huyện Hòa Vang đến các khu dân cư ở địa bàn trung tâm thành phố. Đến với ngày hội, người dân không chỉ cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của mặt trận các cấp qua các thời kỳ, mà còn được tham gia vào các trò chơi dân gian, tái hiện những nét văn hóa truyền thống của dân tộc. Bà con nhân dân trong khu dân cư hiểu được cái ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, và đặc biệt là bà con tham dự rất là đông đủ. Tạm gác lại những bộn bề của công việc, ngày hội là dịp để người dân ngồi lại với nhau để lắng nghe và chia sẻ. Tính gắn kết cộng đồng cũng chính là giá trị xuyên suốt trong quá trình tổ chức ngày hội đại đoàn kết. Gắn với những nét riêng có của mỗi địa phương, ngày hội tạo điều kiện để mỗi thành viên sinh sống, học tập ở nơi xa được hội tụ gia đình, tri ân với ông bà, cha mẹ, góp công, góp sức, tham gia xây dựng cộng đồng. Tổ chức một ngày hội thật sự là ngày hội của toàn dân, tuyên truyền những ý nghĩa, mục đích của ngày hội, của ngày truyền thống mặt trận, và đồng thời chúng ta vận động các mạnh thường quân, các doanh nhân, các đơn vị trên địa bàn để có những món quà tình nghĩa trao cho các hộ nghèo, hộ đặc biệt nghèo, những hộ có hoàn cảnh khó khăn, các địa chỉ nhân đạo đến bà con nhân dân hộ nghèo để làm thắt chặt cái tình thương yêu đùm bọc lẫn nhau. Ngày hội đại đoàn kết tại các khu dân cư trên địa bàn thành phố năm nay càng thêm phần đặc biệt khi có sự tham dự của các sinh viên Lào đang ăn ở sinh hoạt tại các hộ dân theo chương trình Homestay. Cùng với người dân địa phương tham gia ngày hội đại đoàn kết không chỉ mang đến trải nghiệm thú vị cho các bạn sinh viên Lào, mà qua đó còn góp phần thắt chặt tinh thần gắn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Tôi là sinh viên Lào, khi tôi được tham dự ngày hội đại đoàn kết là tôi cảm thấy rất hay và làm cho tôi hiểu hơn của văn hóa của người Việt Nam. Tùy theo tình hình thực tế ở mỗi địa bàn dân cư, ngày hội đại đoàn kết có thể được linh hoạt tổ chức vào nhiều khung thời gian nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân được tham dự đông đủ. Trong giai đoạn mới, ý nghĩa thực tiễn của ngày hội đại đoàn kết tiếp tục được khẳng định, tạo tiền đề để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hệ thống chính trị các cấp phát huy hiệu quả vai trò khối đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sau gần 20 năm triển khai thực hiện, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành niềm cổ vũ tinh thần lớn lao đối với người dân cả nước nói chung và người dân thành phố Đà Nẵng nói riêng. Với sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống mặt trận các cấp, ngày hội đại đoàn kết đã mang đến sắc thái riêng gắn với từng cộng đồng khu dân cư.